Xin chào bạn. Thì theo yêu cầu của một số anh em thì anh em cũng muốn là mình kết hợp trong cái việc là review cái sản phẩm và kết hợp luôn là hướng dẫn anh em xài cái phần mềm số Word. À, thì vì lý do đó cho nên là hôm nay mình làm cái video clip này và cũng support cho anh em trong cái việc là review sản phẩm của Vector và đồng thời là hướng dẫn cho anh em sử dụng cái phần mềm SolidWorks luôn. Thì hôm nay cái bài của mình hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho anh em cả là cách lắp ráp cái van van bướm này, ha, van bướm này ở trong cái phần mềm SolidWorks ở môi trường lắp ráp assembly ha. Thì như các bạn biết á, cái van bướm nó hoạt động như vậy các bạn, các bạn nhìn ở đây, nhìn cái video ở đây ha, van bướm nó hoạt động như vậy. Nè, dùng cái đóng mở để cho lưu chất chạy qua chạy lại ha. Thì ở trên phần trên van bướm bạn để nhìn này, nhìn thấy đây là chính là cái nano valve ha. Cái phần này ta gọi là cái actuator các bạn. Còn đây cái này là cái sensor box. Sensor box dùng để nó hiển thị kết quả là cho biết là cái van đang đóng hoặc là mở, và nó sẽ gửi tín hiệu đó về cho BOC ha. Còn cái nano valve này thì nó có nhiệm vụ là nó dẫn khí vào cái actuator này ha. Actuator này và nó làm cho cái actuator này nó xoay ha. Thì thường là cái van này đóng mở này là thường là xoay một góc 90 độ bạn. Đóng và mở do lực chất chảy qua khỏi cái van bướm này ha. Đó thì hai đầu van bướm này sẽ nối với những cái ống dẫn ha, để dẫn lưu chất hoặc là hóa chất ha. Ok, thì bạn thấy hai cái nút này là dùng để điều chỉnh cái hành trình của cái van bướm, hành trình đóng mở của van bướm ha. Có mở hết 90 độ hay là các bạn cũng có thể là giảm cho nó xuống mở khoảng chừng 60 độ ha, hoặc là 70 độ là tùy bạn điều chỉnh bằng hai góc hồi nãy ha. Ok rồi, thì mình nói sơ về cái van bướm trước ha. Thì van bướm nó gồm cấu tạo gồm những phần như vậy. Đây là cái van bướm mà ở phía dưới này là cái van bướm mà bạn, ở phía trên là những cơ cấu đóng mở bằng khí nén nha. Thì mình coi coi những cái chi tiết mà để cấu thành một cái van bướm hoàn thiện là gồm những chi tiết nào ha. Thì tất cả những phần phía trên này là cấu vector bạn. Ở trong trường hợp này thì mình dùng một cái van bướm của một cái thép bát tê khác nha. Thì mình vẫn gắn vừa cái van vector luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là mình coi coi bên trong cái van bướm này gồm những cái chi tiết nào để hoàn thành một cái cụm van bướm để lắp vào cái hệ thống đường ống của mình. Thì đầu tiên là cái semi rotary actuator bạn. Đây nó cũng tương tự như là một cái cylinder xoay thôi ha. Trong trường hợp này thì nó xoay một góc 90 độ để nó mở cái van bướm này. Cái số 2 là cái sensor box ha. Sensor box thì mục đích của nhiệm vụ của sensor box này trong trường hợp này là dùng để nó có phần indicate trên đây, nó thể hiện là cái van này đang đóng hoặc đang mở, và nó sẽ gửi tín hiệu đóng mở đó về bằng tín hiệu điện về cho BOC ha, để biết là van nó đóng hoặc là mở. Cái chi tiết số 3 này là cái nano valve ha. Cái nano valve à, gọi là solenoid valve. Van này là van 52 nha. Tuy nhiên các bạn thấy á, thường là van 52 thì nó có hai cái cộng số 2 và cộng số 4 nằm phía trên. Thì trong trường hợp này á thì các bạn thấy là cái van cái nano valve này rất là tiện lợi ở chỗ là cộng số 2 và số 4 nằm ở bên hông các bạn nha. Rồi gắn thẳng vào hai cái lỗ rồi luôn nha. Thì nó dùng cái cổng xoay số 4 này để đóng mở cái van, xoay một góc 90 độ để mở cái van bướm ở phía dưới này ha. Thì ở cái phần van nano valve này các bạn, cái tên nó là nano valve các bạn ha. Tại vì cái kết cấu của nó thì cái phần mà đường dẫn khí 24 thì nằm bên hông, nó khác với những cái van thông thường ha. Cái số 4 này là chính là cái cuộn coi, không phải cuộn coi các bạn, cái này là cái phần socket connector. Phía dưới đây mới là cuộn coi ha, cuộn coi để nó support cái van đóng mở. Okay. Cái số 5 này là chính là cái fitting ha. Trong trường hợp này có một cái này đây ghi lộn ha, của fitting dùng để khí nén truyền vào, cái này là cổng số 1 ha, số 1 truyền vào cái nano valve này, và nó sẽ đi ra cổng số 2 và cổng số 4 để đóng mở cái actuator này ha. Và khi đóng mở cái actuator này thì đồng thời nó sẽ đóng mở cái van này ha. Cái số 6 này chính là gì? Gọi là cái silencer bạn, trường hợp này có hai cái silencer ha. Thì khi mà khí mà giả sử như từ số 1 mà chuyển qua cổng số 2 đi thì cổng số 4 nó sẽ trả về ha, cái đường này ha. Nó xả ra ngoài thì nó xả ra ngoài rồi nó rất là ồn thì phải cần có cái silencer để giảm ồn ha. Ok, silencer số 6. Số 7 này chính là gì? Số 7 này người ta gọi là cái reducing slee,
Thì các bạn biết á, cái van này nó thiết kế cái lỗ này nó rất là to. À, thì trong trường hợp mà bạn gắn những cái van bướm mà có cái phần trục này nó nhỏ, thì bạn phải thêm một cái phần sli để gắn vào để cho nó làm kích thước lỗ này nó nhỏ lại và nó gắn vừa với cái actuator khi ném phía trên. Ha, cái chi tiết số 8 này chính là cái van bướm, nó gọi tiếng Anh nó gọi là butterfly valve các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ coi coi cái lúc mà cái van này lắp ráp như thế nào ha. Okay. Cấu tạo lắp ráp như vậy các bạn ha. Thì cái ứng dụng của cái van bướm này thì ứng dụng ở đâu, thường là ứng dụng ở đâu, thường là ở cái phần là process automation các bạn ha. Process automation, đóng mở những cái gọi là cái nhà máy hóa chất nè, đóng mở để dẫn những cái hóa chất lưu chất chạy qua chạy lại. Thì bạn thấy là các bạn, đây là chính là cái van bướm phía dưới nè, ở trên là cái túi tầm khí nén sensor box, thì đúng đóng mở để cho lưu chất nó truyền dẫn trong những hệ thống đường ống như vậy hả. Ở trong ngành khai thác khoáng sản nó cũng sử dụng luôn. Và ngành cái van này bạn, cái IP nó là 65, cho nên là nó có thể để ngoài trời luôn nha bạn hả. Có ứng dụng cho những cái ngành như oil and gas và có thể để ngoài trời. Và trong trường hợp, một số trường hợp thì nó còn sử dụng trong cái phần mà xử lý hơi của những cái nhà máy ô tô các bạn hả. Thì đấy là những cái ứng dụng mà cái butterfly valve này nó thường được ứng dụng trong những cái ngành như vậy ha. Ok, thì trước khi mình đi qua số quạt để mình hướng dẫn các bạn lắp cái van này, thì bạn cần phải biết một số thông tin về con chuột và cái bàn phím khi bạn sử dụng số quạt ở trong cái môi trường và assembly nha bạn. Assembly đó đúng không? Thì bạn biết là mà cái số quạt nó có ba môi trường bạc, môi trường assembly và môi trường bản vẽ drawing ha. Thì trước khi vô môi trường hướng dẫn bạn lắp á, thì bạn nên biết một số cái tính năng của con chuột ha. Thì bạn thấy con chuột ha, con chuột nó có nút giữa nè ha, nút trái ha, nút trái và nút phải. Về phần bàn phím á, thì mấy bạn lưu ý những cái phím mà nó sẽ kết hợp với con chuột là phím shift và phím phím control ha. Ok, bây giờ mình nói về cái phím giữa trước. Phím giữa nó có những tính năng nào ha. Phím giữa thì nó sẽ có đầu tiên nó sẽ có hai tính năng. Tính năng thứ nhất là xoay với bạn ha. Xoay. Khi bạn đè con chuột ở giữa xong các bạn rê rê con chuột đó, thì cái chi tiết này sẽ xoay ha. Giờ mình sẽ mở thử cho các bạn coi nó xoay như thế nào. Thì giả sử như mình đè chuột giữa ha, mình nhấn mình đè chuột giữa, thì bạn thấy mà mình thấy cái biểu tượng xoay nữa mà đó, nó xoay như vậy đó hả. Ok, cái tính năng số 2 của con chuột giữa này là tính năng zoom mà bạn, zoom in và zoom out. Thì khi mấy bạn lấy ngón tay bạn đẩy lên và đẩy xuống con chuột giữa, thì cái chi tiết này nó sẽ zoom in và zoom out ha. Và bạn đưa con chuột vào chỗ nào thì nó sẽ zoom in và zoom out chỗ đó. Mình chỉ rê con chuột đi lên và đi xuống thôi, thì nó sẽ zoom in và zoom out các bạn. Và các bạn sẽ coi cái tính năng zoom in và zoom out đó, đó bạn thấy không? Đó, tôi lấy cái ngón tay tôi đè con chuột giữa xong tôi xoay lên xoay xuống thì nó sẽ zoom in và zoom out như vậy. Đó. Đó. Bạn đưa vào chỗ nào thì nó sẽ zoom in zoom out vào chỗ đó. Đó. Đưa là phía trên nó sẽ zoom in vào như vậy. Đó. Ok. Thì sau khi mà làm xong thì bạn nhấn isometric để cho đi về cái góc nhìn isometric nha bạn. Ok. Rồi thì đi qua cái phần thứ hai của con chuột. Cũng là cái phím giữa luôn. Ngoài trong trường hợp này là nó kết hợp với phím control, mà khi mà nó kết hợp với phím control đó bạn, cái nó có phím chuột con giữa mà kết hợp với phím control đó, thì nó sẽ tương đương với gì bạn, là bend màn hình ha. Lấy ví dụ cho bạn coi, thì bạn đè chuột giữa nhấn control xong bạn lấy ngón tay trỏ bạn đè vào chuột giữa xong bạn di rê con chuột đi lên và đi xuống, thì bạn sẽ thấy là đi qua đi lại, thì bạn sẽ thấy là cái màn hình nó cái màn hình của nó sẽ di chuyển ha. Cái chi tiết sẽ di chuyển, các bạn thấy cái biểu tượng nó hiện lên nè, nó sẽ di chuyển. Ok, rồi trong trường hợp mà cái phím giữa nhưng mà nó kết hợp với phím shift thì như thế nào. Thì trong trường hợp này là cũng là zoom in zoom out luôn, nhưng mà nó zoom toàn màn hình chứ không phải là zoom, nó bạn để con chuột ở đây chỗ nào nó cũng phải zoom toàn màn hình chứ nó không phải là nó zoom vô cái chi tiết đó nha bạn.
cái này vô medium bound nhưng mà tăng màn hình ha. Nghĩa là ngón tay trỏ bạn đè vô cái phím chuột giữa, còn cái tay trái bạn nhấn vô phím shift thì bạn di chuyển chuột lên xuống thì nó sẽ giống như mà các màn hình ha. Các bạn coi cái tính năng nó như vậy đó. Đó, bạn thấy không, nó giống như mà cả toàn màn hình chứ nó không có giống in giống mau tại một vị trí như hồi nãy mà mình re con chuột lên xuống nữa, khi mình kết hợp với phím shift. Ok, rồi bây giờ tới cái nút bên trái của con chuột. Nút trái con chuột nó có tác dụng gì trong cái môi trường assembly này? Nãy giờ mình đang nói trong môi trường lắp ráp nha các bạn. À, thì cái phím trái này nó tương đương với việc là mua sản phẩm, mua sản phẩm qua lại lên xuống các bạn. Bạn đưa cái con chuột vô cái sản phẩm, xong bạn đè phím trái, xong bạn có thể mua sản phẩm đi. À, mình cho bạn coi cái ví dụ. À, đưa vô đó bạn thấy mua sản phẩm đi được. À, sản phẩm này trường hợp này là nó fix nha bạn, nó chưa có đang float nha, nó chưa có fix lại ha. Rồi cái tính năng thứ hai là tính năng ở bên phím chuột 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 phải. À, cái chức năng này rất là quan trọng, các bạn để ý nha. À, trong cái môi trường assembly là cái tính năng này là vô cùng quan trọng nha bạn. Ok, thì cái tính năng này nó là như vậy các bạn. Thì giả sử như trong môi trường assembly bạn muốn lắp ráp thì bạn phải lắp ráp lỗ với lỗ đúng không, thì bạn cần phải xoay cái chi tiết còn lại để mình lắp cho nó dễ ha. Thì cái tính năng nó như vậy ha. Phím phải thì sẽ tương đương với việc là xoay sản phẩm. Xoay sản phẩm, bạn đưa cái con chuột cho cái sản phẩm nào, xong bạn đè ngay, bạn giữ luôn cái phím phải, xong bạn rê con chuột thì cái sản phẩm nó sẽ tự động nó xoay ha. Bạn có cái ví dụ ha. Bạn thấy nó xoay như vậy mình mới dễ lắp ráp bạn nhé. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi vô cái phần lắp ráp ha. Thì để lắp ráp cái butterfly mà complete set như vậy á, thì mình phải đầu tiên là để muốn dùng phần mềm SOLIDWORKS thì tất nhiên là mình phải có phần mềm SOLIDWORKS. Phải có phần mềm SOLIDWORKS ha, SOLIDWORKS software, phải có phần mềm SOLIDWORKS. Ok, và cái thứ hai là bạn phải có gì, có những cái file mà mình muốn lắp ráp rồi. Thì những cái file này á thì bạn download ở đâu ha? Cho cái ví dụ này á thì bạn sẽ download, mình sẽ để đường link bên dưới chỉ cho các bạn. Mình đã upload lên cái Google Drive rồi, các bạn chỉ cần nhấn nút và download về thôi ha. Thì bây giờ mình coi những cái file này nó có những cái file, những chi tiết nào trong đây. Mình lít vô đây mình coi cái file nó có những chi tiết nào trong đây. Thì nếu bạn nên nhớ là mình đang xem qua cái version 2017 nha bạn. Cho nếu bạn muốn mở những file này thì cái version của bạn phải trên 2017 ha, nghĩa là 2017 hoặc là 2018 hoặc là 2019 hoặc là 2020. Còn dưới thì mở những cái file bạc này cũng được ha. Nhưng mà mấy bạn cũng đừng có quá là bi quan ha. Tại vì giả sử như bạn xài 2016 hoặc là 2015 hoặc là 2014 á, thì ở trong đây á, mình mở cái này lên, bạn coi là mình đã lưu cho bạn một cái step file rồi. Step file này là một cái file lắp ráp các bạn. Thì khi bạn quăng cái file lắp ráp này vô thì bất cứ SOLIDWORKS phiên bản nào cũng mở được hết ha. Đó, thì với được, nếu mà các bạn muốn sử dụng và lắp ráp những chi tiết này có sẵn á, thì bạn phải sử dụng version từ 2017 trở lên. Nhưng mà nếu mà các bạn có 2014 hoặc là 2015 thì bạn phải quăng cái file step này vô là các bạn cũng mở ra được luôn ha. Xong các bạn save lại từng bạc và các bạn lắp lại theo cái ví dụ của mình ha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ vô cái phần mềm SOLIDWORKS này ha. Mình lít cho phần mềm, mình mở phần mềm SOLIDWORKS, mở lên. Mình đang xài phiên bản version 2017 nha, SOLIDWORKS Professional các bạn ha. Load hơi chậm. Thì khi các bạn mà sử như bạn đau những cái bản crack gì bạn cài vô máy bạn thì cũng chỉ nên cài những phần cơ bản thôi bạn, đừng có cài giả sử như đừng có cài những cái SOLIDWORKS Solid Cam rồi vô ha, nó rất là nặng máy. Cơ bản là đủ xài rồi, không cần nhiều. Rồi bây giờ tôi mới mở cái file nãy, những cái file lắp ráp của tôi lên ha. Những cái file, những chi tiết mà tôi muốn lắp ráp lại với nhau, những chi tiết đơn như vậy ha. Rồi bây giờ tôi mới mở trên cái, khi các bạn thấy cái giao diện của SOLIDWORKS nó như vậy, và bạn đầu tiên là luôn luôn nhấn vô cái nút new. Đây, nhấn vô nút new, tôi làm rất là từ từ, new, press nút new. Thì bạn vô nút new thì bạn sẽ thấy nó có ba cái môi trường: bạc, assembly và môi trường drawing. Thì
Thì trong hôm nay mình muốn lắp ráp cho mình dùng môi trường assembly, đến dùng môi assembly mình chọn là chọn OK. Rồi đây là cái môi trường assembly nhé bạn ha. À, bây giờ tôi sẽ lưu cái file này, cái thiết này lại. Tôi lưu cái file tôi vừa, cái file assembly này là tôi vừa lưu với một cái tên. Đó. Tôi lưu nó với cái tên là set of butterfly van ha, set of butterfly van, set of butterfly van. Và cái butterfly van mà có nguyên một cái đầy đủ những chi tiết khí nén để có thể đóng mở với cái bướm này ha. Và đặt cái tên nó là, cái tên của file lắp ráp là set of butterfly van. Nào tôi làm lại cho bạn coi nha. À, tắt lại tôi nói, tôi làm lại cho bạn coi. Từ từ, bạn đầu tiên bạn nhấn nút nhiều ha. Xong rồi bạn nhấn nút chọn một cái môi trường assembly, xong bạn nhấn OK. Rồi sau đó mình mới lưu cái tên cái này lại, lưu lại save set, tên là set of butterfly one, bạn lưu lại đi. Đó, bạn thấy không, thì bạn lưu lại tự động đó, hiện lên như vậy hả. Và bây giờ mình mới đặt những chi tiết kia vào để mình lắp lại nó chung lại với nhau. Bạn nhấn vô phần insert component ha. Insert component, OK. Đó, xong bạn tìm tới cái file này, cái file lắp ráp này ha. Bạn copy ở cái hàng, có thể để trong trong máy cái ổ D ổ C thì bạn phải tự biết cái địa chỉ để bạn tìm ha. Và đầu tiên tôi nhấn cái actuator vô, tôi đưa cái actuator vô trước, tôi click vô đây một cái, tôi nhấn open. Đó, các bạn nhấn open là tự động là nó dính vô chi tiết gì luôn nha bạn. Thì tôi muốn cái tọa độ của cái actuator này nè, nó trùng với cái tọa độ của cái môi trường lắp ráp ha. Cho nên là tôi đưa con chuột lên đây, nó cứ nằm, các bạn đừng có nhấn nút trái hay nút phải hết, cứ di chuyển chuột thôi, di chuyển chuột đi lên xuống mấy chỗ mắt này nè, và nhấn cho nó sổ xuống và chọn cái hệ tọa độ view origin nè ha. Nhấn nút trái ha, chọn nó xong bạn nhấp ra ngoài ha. Bạn di coi cái tủ tờ này, mấy bạn di cho nó tới khi nào bạn di từ đằng, nó làm cái kịch cái hai cái thuộc đồ nó trùng nhau đó. Xong bạn click chuột trái, click một cái ra rồi chi tiết nó vô rồi. Giờ bạn thấy góc tọa độ này nhìn rối mắt quá, mình tắt con mắt này đi đó. Rồi xong lưu lại là mình đầu tiên mình đã có cái phần ăn tuổi tờ này, nó nằm đây rồi. Thì bạn coi ha, tôi giờ tôi zoom lên zoom xuống nè, thì tôi bằng cách là tôi đẩy chuột lên, đẩy coi cái nút giữa con chuột lên xuống này ha. OK. Rồi tôi click đây để tôi chọn cái góc nhìn của tôi là isometric view. Xong tôi lưu lại. Bây giờ tôi tiếp tục, tôi đưa vô cái insert vô, tôi sẽ bây giờ tôi muốn đưa cái chi tiết giả sử như cái slim này vô chẳng hạn. Slim này vô. Slim này vô. Và tôi sẽ lắp cái slim này vào cái lỗ này. Thì bạn thấy nè, cái chi tiết này nó đối xứng bạn nè. Và nó cũng chả có đường tâm, cái lỗ này nó có đường tâm nhưng cái này nó không phải hình tròn nè. Trên tôi lắp bằng như vậy nè bạn ha. Bằng lít vào cái biểu tượng sleeve này, vô cái mặt của cái sleeve nè, bạn zoom lên zoom xuống nha. Để các bạn phải học kỹ phần zoom lên zoom xuống này, tôi vừa hướng dẫn các bạn. Các bạn nhấp chuột phải để xoay chi tiết này. Đó, xoay nó ra. Còn giả sử như tôi chọn cái mặt, tôi lấy chuột trái, tôi click vô cái mặt này cái, nó sẽ hiện lên một cái bảng như vậy. Bạn nhấn vô chọn mét ha. Xong mấy bạn thấy nó hiện mét lên rồi thì bạn chọn advanced mét ha. Xong các bạn chọn là cái kiểu này width. Tiếp tục tôi lại nhấn chuột phải để tôi xoay chi tiết này. Nếu như học thì nhấn chuột trái tôi xoay bạn click cho mặt này zoom nhỏ lại, chọn lại hai cái mặt trên cái actuator cho nó đối xứng ha, đối xứng. Tiếp tục mặt này với mặt đó cũng đối xứng luôn, cũng chọn là width luôn này.
tôi đang đè chuột giữa để tôi xoay nhé bạn, bắt vô mặt này, zoom nhỏ lại, chọn hai mặt này đối xứng. Ok, giờ bạn thấy nó hay tâm rồi chưa? Hay tâm rồi ha. Ok, xong rồi lúc mặt này với mặt này ha, bạn coi nhà tôi không có chọn gì bên đây ha, tôi lướt cho luôn, lúc này trái trụng nha, không được tại nó đang vẫn còn ở vịt các bạn, rê lên trên chọn xe đó, chọn consider mấy đi lên. Rồi bây giờ mình mới đè chuột giữa, mình xoay chi tiết, zoom tại phần nhỏ này mình coi lại. Okay. Nó vẫn chưa vô hết ha. Tôi mới sửa nó lại bằng cách là tôi đích vô đây, tôi vô cái chi tiết này, tôi mở phần mic này ra ha. Click phải chuột, tôi nhấn vô edit, không phải click phải nha bạn, tôi chọn vô đây tự động hiện lên, click chuột trái là tự động hiện lên bạn. Hoặc là bạn đương chuột đây bằng click chuột phải, bạn chọn edit ha. Bây giờ mình bỏ mặt đi, mình không chọn mặt này nữa. À, mình chọn cái mặt này trùng với mặt này. Ok. Rồi. Thoát ra ngoài thế giờ nằm tầm bậy tầm bạ quá. Rồi, quay lại cái góc nhìn. Ở đây chọn lại góc nhìn isometric. Ok, lưu lại. Rồi mình được hai chi tiết rồi đó. À. Rồi bây giờ mình sẽ insert chi tiết thứ ba vào. À. Hôm nay tôi muốn insert cái butterfly vào à. Tại vì tôi gắn cái sleeve vào rồi. Giờ tôi gắn cái butterfly vào rồi, bạn thấy không, nó nằm dày sau gắn cho nên là phải đè chuột giữa xoay nó sẽ đã đứng lên. Rồi chọn cái mặt này, lít vô cái chuột chạy lít vô đó, xong chọn mét, rồi đè chuột giữa xoay cái này lên, chọn vô cái mặt này của cái sleeve đó. Tiếp tục chọn cái mặt này của cái butterfly bao và tiếp tục cho nó trùng với cái mặt này của thằng Sly, nhấn ok đồng ý, tiếp tục chọn cái mặt này của cái butterfly bao và cái mặt này của cái actuator cho nắp lại với nhau, sau đó nhấn ok. Rồi nó nằm dày, zoom nhỏ lại nằm số quắc rồi, thôi chọn lại ha, chọn lại góc nhìn này xong trích view lần nữa để cho nó quay lại vị trí cũ nha bạn. Giờ mình gắn được ba cái rồi luôn ha. Tiếp tục insert. Giờ insert cái gì đây? Insert cái sensor box. Ở chỗ đây cái. Open. Đây như đây. À. Rồi cái sensor box thì đơn giản lắm bạn. Các bạn bây giờ lắp theo hình trụ ha. Tại hai cái này là hình tròn mà thấy nó hình tròn với nhau. Được chưa? Chọn nhấp vô, lấy cái nhấp vào cái mặt của cái hình trụ này. À, làm lại. Rồi lùng đè chuột giữa xoay, xong rồi chọn cái hình trụ của cái này đó, lắp vô xong lại ha. Rồi giờ thấy nó vậy kéo lên ha, lấy chuột trái nhấp vô, nhấp vô cái vật này xong rồi kéo lên, tiếp tục chỉ bạn gắn con ốc, nhấp vô cái mặt này ha, lấy chuột trái nhấp vô cái mặt này xong rồi nhấn mét nhỏ lại, chọn cái lỗ này. Okay. Trong ngoài chọn mặt này đi xuống. Okay. Rồi chọn lại isometric view, kéo đứng cái hình ha, lưu lại, tiếp tục insert cái khác vô, insert component. Giờ mình sẽ insert cái khả năng mua vào open. Bạn open chọn vô xong rồi bạn viên chuột nha bạn, không có nhấp gì hết à, viên chuột xong giờ cho sinh vật muốn thả bạn không nhấp chuột trái thả nó ra nè. Ok rồi thì là ốc này nhảy như cái lỗ này, ngốc này nhảy như cái lỗ này ha.
Rồi, ok. Chút trái lít vô cái bề mặt của ống này nhớ mấy. Dùng nhỏ lại. Dùng nhấn chuột giữa xoay cái màn hình xong lít vô đây. À, kéo ra bạn, kéo ra. À, lấy trái lít vô xong kéo ra. Tiếp tục xoay lấy vô đây, zoom nhỏ lại, zoom bằng cách là mình đẩy con chuột lên, đẩy chuột xuống, chuột giữa các bạn vô đây. Rồi tích cho cái mặt này, bạn thấy không, cái cộng số 2 và cộng số 4 của Namo vào nữa bạn, nó sẽ insert của cái lỗ của cái actuator. Trong trường hợp mà bạn muốn gắn cái van này ở trong cái Namo vào này, mà cái bạn không dùng Namo vào mà dùng van thường có hai cái cổng số 2 và cổng số 4 đây á, bạn muốn để trong cái tủ điện cũng được các bạn ha. Thì mình để trong tủ điện xong mình dẫn cổng số 2 số 4 ở đây, mình gắn thêm cái fitting để mình nối vô thôi ha. Rồi bây giờ nó mặt lít nó mặt này như mặt này cho nó xích lại với nhau. Ok. Rồi, chọn isometric view. Các bạn đừng có thấy nó khó khăn gì, các bạn không có cần chọn, không cần suy nghĩ gì, các bạn lắp y chang như các bạn lắp bên ngoài thực tế vậy đó. À, tiếp tục insert cái tiếng khác vô, insert rồi đưa cái tin này ra, chưa cái tin open. À, rồi bạn zoom lên, lăn cái chuột giữa để zoom nó lên, xong các bạn đưa cái con chuột vào cái vị trí của cái tinh này, xong rồi nhấn chuột chuột phải để xoay nó ha, xoay nó cho nó cùng chiều sơ sơ đi cái đã trước khi mình lắp. À, rồi nhấn chuột giữa xoay cả cái cụm van này lên, cái cụm actuator trời lên. À, rồi lấy chuột trái lít vô cái hình 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 tròn này, xong nhấn vô biểu tượng nét. À, nãy giờ bạn coi tôi không có kè với phần bên đây nha, lùi xuống, hồi nãy chỉ có một cái là trường hợp tôi nhấn advanced thì tôi mới kè thôi, còn nãy giờ những cái phần mà gọi là standard mesh đó, lắp mà kiểu tiêu chuẩn này thì tôi không có cần coi gì hết. Ok, cho các bạn cái fitting này giống như cũng số 1 của cái van Namo. Rồi zoom đây, chọn cái mặt này cho cái mặt này nó trùng với cái mặt của cái van Namo. Rồi để cho cái này nó các bạn coi, sau khi bạn lắp xong nó có hai đàn buộc, à nó vẫn chưa đủ ba đàn buộc, bạn thấy cái van này nó xoay được không, nếu mình muốn lắp cho đẹp các bạn, hoặc lại bạn nối dây theo cái hướng này thì bạn lắp theo hướng này thì nối dây theo hướng này thì bạn xoay theo hướng này, còn nếu mà bạn vuông góc như vậy ra ngoài đây thì bạn nối cái ống dẫn khí ra cái hướng này thì bạn quay cho nó quay ra hướng này, xong các bạn cũng mét luôn. À, chọn cái bề mặt này của cái fitting nè, cái nó song song với van Namo đó, thì giờ là hết xoay được rồi, nó có đủ ba cái ràng buộc rồi, không xoay được nữa đó. Rồi lưu lại, sau đó nhấn vô isometric view để cho nó xoay theo cái hướng mình cần nhìn, để tiếp tục insert cái cuối cùng là cái silencer, nhấp vô đây, open, làm rất từ từ các bạn không, cũng tương tự như vậy ha, zoom lên xong lấy chuột cái đít vô cái hình tròn cho nó hiện cái quãng lên, xong chọn nét, zoom nhỏ lại, đè chuột giữa xoay lên, zoom lớn lên cũng là kéo chuột giữa luôn, mặt đó trùng với mặt này. À các bạn ha, nó đưa vô vậy đâu đúng đâu ha, cái phần cái đầu đít này nó phải quay ngược ra ở phía dưới cho nó, bạn chọn làm gì các bạn. À, nhấn vào đây flip map alignment, nó xoay ngược lại đó, nó xoay ngược đúng, ok nè, xong rồi nhấn ok luôn, bạn kéo ra nè, cái chuột trái chọn rồi xong kéo ra xoay bằng cách đè chuột giữa xoay, tiếp tục tích cái mặt này xong chọn lại map tiếp cho mặt này trùng mặt này. Rồi có phải ở bên đây bạn cũng cần phải gắn một cái silencer đúng không các bạn, mà ở đây mà mình gắn rồi thì mình copy thôi, copy bằng cách nào, nó có một cái chức năng gọi là copy mesh,
bạn đưa con chuột vô cái vị trí của cái sensor này, xong nhấn chuột phải, ấn cho cái nút này nó sổ ra, xong bạn chọn là copy with mate. Ở đây bạn thấy cái mũi tên không, đến cho cái mũi tên này cho nó hiện ra, xong kéo thành này xuống và mình copy, coi copy được cái gì ha, copy cái phần lắp hình tròn này được không các bạn? Không được ha, tại cái lỗ này mà, cái này mà mình muốn lắp cái lỗ này mà, cho nên cái này mình không copy được ha. Ok, mình chỉ có thể copy cái phần repeat này thôi. Ok, mình chỉ có cái phần mà hai cái mặt của cái này nó trùng nhau thôi, cho nên mình tôi tích cho cái phần repeat cho cái này. Tôi không muốn chọn cái mặt của cái silencer với mặt này nữa, tại vì tôi đã lắp rồi, tôi không chọn nữa. Tôi chỉ ở chỗ này, nó chỉ có khác biệt ở chỗ có hai vị trí lỗ thôi, cho nên giờ tôi phải chọn cái lỗ ở đây, tích cho đây cái đó. Sau khi tích cho nó hiện ra rồi, cái silencer hai tôi nhấn ok rồi, tôi nhấn escape trên cái bàn phím mình phát ra, tiếp tục tôi save, xong rồi tôi nhấn hai xong rồi tích. Xong vậy là tôi xong cái bằng vẽ lắp cho cái butterfly vào các bạn ha. Ok, giờ mình xoay mình coi rất là đẹp. Okay, sau khi xoay đã đời xong, muốn cho quay lại góc nhìn isometric lại click vào đấy, chọn lại isometric lại lưu lại. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn các bạn ở những video kế tiếp. Thân ái chào tạm biệt.